Kinh, đủ má gì mà đi ăn thứ hai ngày quá tha. Chết chết. Mở mất 2 ngày cơ mà về cạo đầu luôn. Cứ ra đây tắt máy rồi phải đẩy. Mày bán cho nó khó lắm, mình làm hồ thất nghiệp có tiền bùi đâu. À, mày làm kiếm thêm đồng. Kiếm người ta đây kiếm 200 thôi. Mày giận giận. Chưa thấy hả? Chưa. Chắc thì là sao? Hai thùng lịch cha. Hai con. Ôi đàn bà. Anh bị nó đùa. Ấy là có gì sợ. Ừ. Ủa thằng chị. Bố điện thoại cho hắn đây đi. Cá thì thả xả rồi. Thả xả hả? Đó rồi, đủ má này căng đép này. Không, không, không là một không một vết nhăn. Mà quan trọng là lên. Một vòng, sao cứ hai vòng. Nó quay hai lần. Anh Trình mới bắt xe. Mà nghe làm sao hả? Anh Trình bắt xe. Đi nó đã tiền rồi. Đó, xe đó đi một tuần, một tháng đậu chắc chưa được. Kinh. Rồi chuẩn bị cho lên em này nhá. Chạy nhá. Hết đèn luôn. Đó là không 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 ai mấy. Đó, yếu quá. Đó, là yếu quá, lên được cái mà nó lại tụt. Căng đét luôn. Rồi, chị Mỹ đáp tiếp em sao vàng 4,5 m. Đang công đoạn chuẩn bị cột sáo vào đây. Này hơi lâu lâu tí. Con này 4 m nha, hoàn đàn. Rồi chào Hưng, Hưng Độ bắt đầu đem hàng ra. Đây. Tiếp tục. Cho cái ổng. Cho cái ổng. Nó cưa vốn, nó cưa trộm mà nó ở vai coi. Quá nó tất cần thằng chồng nó đánh con. Đang chuẩn bị ráp tiếp hai con này các bạn nha. Này gió đông đông bắc. Gió mùa đông bắc. Mùa đông bắc tiếp tục con 4,5 m tiếp nhá. Ở trên bầu trời chúng ta đang có 3 con. Hả? 3 con. Wow. 4,5 m. Cú. Mắt cú.
cho gió để à đông ở đây này. Rồi, chim bị. Có, con có gió mút. Có. Mà hai con không có chéo. Hôm nay nhá. Rồi, đang công đoạn qua công. Má có lên nổi không ấy? Rồi, chuẩn bị ra chiến trường cho em này nhá. Con này 4,5 m nhá, mắt cú nhá. Rồi, chúng ta đã chuẩn bị cho em 4,5 m này bay lên trước nhá. Vừa đỏ sao vàng nhá. Rồi, chuẩn bị cho cất cắn nhá. 2, 3. Lên. Chuông. Nay gió đông bắc cũng tương đối các bạn, đang báo khoảng 14-15 đó, mà nó lởm, gió lởm khởm, tức là nó không có đều các bạn ạ. Nói chung là chiều lên được thôi, sáo chưa kêu được có như ý. Đó. Con này bay cũng tương đối đẹp ạ. Con này ăn gió phết đấy mà cuối cùng nó cũng chưa có được như ý này. Đấy, gió đang về đấy. Đang xả dây ha. Đang xả dây đấy. Ở đây anh em đang tiếp tục ráp con 4,5 m nhé. Đó, lên đấy. Gió cũng tương đối thôi. Rồi, cong này vải. Móc xa rồi. Sáo mới cho nên là phải quấn tí thêm bọc ni lông để cho nó đỡ chảy xước nha các bạn nhé. Rồi, trên bầu trời chúng ta hiện tại đang có 4 con. Này bạn nhiều chúng ta đang có 5 con các bạn ạ, 5 con nhiều sáo. Nó đang cất lên đấy. Gió chưa kêu được sáo cho lấy, chứ bộ này phải gió thật lớn cơ. Cấp độ 25, 27 thì nó kêu thì mới đẹp, còn còn gió này nó chưa kêu được mấy. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ quay bộ phim con diều này sẽ lên sau nha các bạn nhé. Bây giờ mình xuống like nhé. Các bạn thấy hay thì các bạn ủng hộ cho mình, cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.